sống sống trên đời mà không ăn miếng rồi chó là chết xuống âm phủ, là có chó mà ăn mộc tồn đấy. Hai bên cờ thần rồi là đèn ông đẹp lắm. Tình huống nó sực sỡ. Đèn hàng bạc chưa đi. Đèn hàng bạc, đèn kim ngân đi kìa. Lễ hội đình kim ngân. Lễ hội đình kim đình hàng bạc, đèn kim ngân ngay gần nhà. Ông tổ làm nghề vàng bạc. Vàng bạc đấy. Tổ nghề đấy. Quá đẹp luôn. Hà Nội 12 giờ trưa. 12 giờ tôi lại đi lang thang vào phố. Những bông hoa bằng lăng báo hiệu của mùa hè đã đến. Hà Nội vẫn có một cái gì đó rất riêng không? Rất riêng với bất kỳ một thủ đô nào khác. Rất tự hào Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào. Và đây chính là phố Thác Đàn. Chúng ta lại đi ra Phùng Hưng. Hà Nội nhớ về mùa thu thơ, áo học trò xanh những hàng mẹ. Hà Nội ơi ta nhớ không quên. Anh ơi chàng trai tim ta. Đấy, con đường kia, con đường tàu này làm từ thời Pháp đấy. Pháp nó sang một đô hộ, nó khai khoáng bắt đầu nó làm đường tàu bóc lột dân tộc ta. À, chuẩn bị có đêm nhạc Trần Tiến kìa. Nửa thế kỷ phiêu bạt, hay quá. Đó, các bạn là Tây Lông đến du lịch. Đây là nhiều thằng anh em phát nước tỏ đây là nền tinh túy văn hoa của cái thằng Pháp như thế. Phố tỏ Văn Minh. Văn Minh. Mà nó đến để nó đến để nó bóc lột. Đây là cái Văn Minh bóc lột cái tinh hoa của nó dành cho người Việt Nam. Đấy. Văn Minh bóc lột. Đây là Văn Minh, rồi bây giờ là xe đầy đường. Cuộc sống người dân của Việt Nam là hạnh phúc. Vứt xe sang bên đường này. Bên đường là vứt sang bên trái kìa. Món này là món ngon lắm này. À, chọc á. Nghệ sĩ nổ đang nghệ sĩ nổ đang ở trong miền trong, đang ở miền Nam. Đây này, sống trên đời mà không ăn miếng rồi chó là chết xuống âm phủ, là có chó mà ăn mộc tồn đấy. Trong nhà ba đi, vào trong nhà đi. Đây quay món thịt chó thứ cho nó. Mà không hiểu sao anh cứ quay đến cái món này nó toàn bóp kênh. Mà ta vẫn ấy được mà. Ờ, tại sao không biết nó toàn đánh kênh anh. Cái món thịt chó ngon này. Trời ơi. Đây là chúc bẹn chó đúng không? Đây là gáy. À, gáy chó, thế bẹn chó. Bẹn chó ông, là mình mọi khi ăn nó mơ mỡ đấy. Ông chọc nhà anh là ông ấy thích ăn bẹn chó. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Ngon chưa? Cho nướng, cho nướng. Anh đấy ra. Đi một tháng nay đấy, từ hôm anh ăn ở đây xong một tháng anh mới về đấy. Hôm nay hôm vừa mới về đấy. Đi đúng một tháng đấy. Còn ông ấy mấy hôm nữa ông về? Đi quay ở đâu ạ? À, anh đi làm phóng sự 30 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trong các tỉnh miền trong. Bây giờ mới về. Thơm quá. Thôi, bánh nhắm thôi.
quầy đồng nhé. Đây mới gọi là món vẹn chó này, gần vẹn chó các bạn thấy không? Gần vẹn chó, chó nướng bạn ăn thử xem qua đâu. Đời không biết miếng thịt nướng cái rồi chó là cứ đi này. Bạn thử miếng đi, bạn thử đi. Thử miếng này. Quá là tuyệt vời. Tuyệt cú mèo. Cắn ngập chân răng đúng không? Ăn miếng này là ngập chân răng. Không biết là các anh em bên kia có cái món này ăn lấy đâu ra. Mà được món mà bẹn chó nữa. Làm sao mà có cái món bẹn chó này là áp bẹn á. Phúc rồi chó ấy. Phúc rồi chó. Phúc rồi chó nhìn nó thèm không? Đây còn chả chó này. Phúc rồi chó nhìn thèm không? Đấy. Mẹ. Phúc rồi chó lấy đâu ra. Huy bà ca. Huy bà ca không có đâu. Huy bà ca nhìn miếng này được ăn miếng nào? Cắn miếng này ngập răng rồi. Thôi. Thôi quay thế thôi không có thèm. Lúc cắn thôi đấy. Đấy á. Lấy rượu mặn này, bắt canh măng được, không cần rượu mặn đâu, canh măng. Canh măng được, không phải canh măng. Tuyệt vời luôn. Đấy, xin gửi tới quý vị khán giả những món ăn đặc sản của người Việt Nam của chúng ta. Một trong những cái nét ẩm thực của người Hà Nội. Rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.